Rồi ở đây chúng ta sẽ qua cái lệnh script key ha. Thì chúng ta sẽ dùng cú pháp là lệnh script. Rồi cái gì? Rồi giá trị bằng bao nhiêu thì làm cái gì? Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bài tập. Giả sử thầy sẽ new một cái class mới để cho nó dễ. Rồi, sticky ha. Rồi, trong này chúng ta sẽ có hàm main. Các bạn chú ý nha, tập trung nha. Nếu mà không tập trung, các bạn sẽ mất căn bản đó. Không có bù nổi đâu. Rất là mất thời gian. Rồi, chúng ta sẽ có sticky. Bây giờ thầy giả sử thầy nhập vào một số. Copy bên này qua cho nó nhanh. Mấy cái không cần thiết. Chúng ta sẽ khai báo một cái scan. Okay. Rồi nó bảo là có import không, import vô luôn. Và mình sẽ nhập vào một số. Như vậy thì số của mình là kiểu in y. Mình sẽ ra câu thông báo ha. In n đi cho nó quen. Rồi mình xuất ra một câu thông báo yêu cầu người ta là nhập vào số 2 chấm, được chưa? Đến đây kịp không? N bằng scan chấm net 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 in. Rồi nhập vào một số. Bây giờ thầy giả sử thầy nói là nếu như là số 0 thì xuất ra chữ 0, nếu số 1 xuất ra chữ 1. Như vậy mà mình nếu đến 10 lần, mình nếu đến 10 lần nó rất là dài. Nếu như mà thầy yêu cầu các bạn viết bằng lệnh if, số 0 xuất ra chữ 0, số 1 xuất ra chữ 1, làm được không? Được ha. Như vậy thì cái việc mà mình làm lệnh if lồng như vậy, nó lồng đến 9 lần. Bởi vì mình xuất 10 giá trị, nó rất là dài. Vậy thì mình sẽ có một cái cách khác. Mình sử dụng cái switch key. Switch cái gì? Switch n. Tức là đưa cái n vào cái vòng tròn này. Và mình sẽ có khi khi cái gì, khi số 0 2 chấm. Nếu như số 0 thì bạn xuất luôn cũng được, hoặc là bạn khai báo cho thầy một cái chuỗi ở trên này là s bằng rỗng. Khai báo cho thầy cái chuỗi s bằng rỗng. Nếu như không thì xuống đây gán s bằng 0 chấm phẩy. Nhớ trong lệnh shift key nó sẽ có break. Tại sao phải có break? Nếu không có thì sao? Tí nữa mình sẽ nói đến chuyện này. Key CAS A S1 tự động nó lui lại. Tự động nó lui nha. Cái lệnh shift key này mình gõ dài ra phía sau nhưng mà tự động nó lui. Thì S sẽ được gán bằng 1 chấm phẩy break. Rồi CAS E cách ra cái 2 S bằng 2 chấm phẩy. Tương tự như vậy các bạn sẽ làm cho những cái còn lại. Thì mình có thể copy nó ra. K bằng 3. Thì ở đây là chữ 3. Cây bằng 4 là chữ 4. Cây bằng 5, trùng là nó báo liền đó. Thì S bằng 5. Rồi tương tự như vậy. 6. Thì chỗ này là chữ 6. 7 là chữ 7. 8 là chữ 8. Rồi, còn một cái nữa. Cái này là mình đang mới nói là số thôi nha, còn nếu mà nhập chữ vô là mình phải sửa khác nữa đó. Rồi, chỗ này là 9.
Nếu trong trường hợp mà người ta nhập nhiều hơn, ví dụ như là số âm hoặc là số lớn hơn 9 thì mình sẽ dùng cái từ là default. Default thì S của mình sẽ bằng bạn nhập số 0 phải từ 0 đến 9. Ví dụ như vậy, mình thông báo cho người ta biết vậy. Còn cái chuyện mà mình thông báo cái gì là chuyện của mình, sau này mình xử lý thì tùy theo cái tình huống xử lý mà mình ra một cái câu thông báo. Được chưa? Như vậy cái này là tùy trường hợp. Như vậy sau khi cái lệnh shift key này xong rồi thì nó sẽ trả về kết quả là gì? Nếu như mình đưa vô n bằng 3 thì nó trả về cho mình chữ 3. Và chỗ này việc của mình bây giờ là xuất cái gì? Xuất ra số 2 chấm, mình sẽ cộng n, tức là mình nhập vô n xong rồi cộng tiếp với cái chuỗi và cộng tiếp với cái s. Mục đích của thầy đang muốn xuất cái gì đây ta, có hiểu không? Xuất ra chữ số rồi xuất ra n, ví dụ như số 3 là số 3, chỗ này chữ 3 đó, ví dụ như vậy. Bây giờ mình chạy thử nè, mình nhập vô số 3, enter, nó xuất hiện số 3 gạch 3, được không? Bây giờ để mà hiểu được cái này cho nó rõ đó thì các bạn chạy debug giùm thầy, và cái này các bạn cần phải học lập trình thì phải biết debug nha. Như vậy thì chúng ta bấm ở đây, có bao giờ vô tình bấm nó ra cái dòng đỏ này không? Rồi bây giờ sử dụng nó luôn. Debug bằng cách nào? Chạy đến đây, bấm cái phím F8 để đi tiếp bước tiếp theo. Đi tiếp bước tiếp theo, nó đang chờ mình á. Đây nè, nó đang chờ mình nhập vô nè. Mình nhập số 3, enter, nó nhảy vô đi tiếp. Bây giờ n mình ra chuột, mình thấy n bằng 3. Còn nếu muốn thì mình sẽ bắt cái biến này bằng cách là double click vô đây, click chuột phải, chọn new watch, tức là một cái chỗ để xem mới. N mình thấy bằng 3, thấy không? N nè, có giá trị bằng 3 nè, kiểu in nè. Rồi bây giờ nó sẽ chạy tiếp đi đâu? Khi mình nhấn cái nút này hoặc là F8 thì nó sẽ chạy tiếp xuống cái lệnh shift key. Rồi, nó shift key n. Theo các bạn nó sẽ chạy đến dòng nào? À, chạy đến số số 3 ha, nó sẽ chạy đến số 3. Đây, nó chạy đến số 3. Nó chạy đến số 3 xong, cái S của mình lúc đầu là trống. S của mình lúc đầu là trống bởi vì mình gán là S của mình là rỗng mà. Sau đó thì khi mình chạy cái lệnh này thì S của mình được gán bằng mấy? À, bằng chữ 3. Và break, break tức là thoát khỏi cái vòng này, thoát khỏi cái vòng lặp, cái lựa chọn này. Rồi khi mình bấm press cái nó nhảy đến đây và chúng ta xuất cái chuỗi này ra, số 3 là chữ 3. Như vậy mình đã demo xong cái lệnh shift key. Bây giờ nếu trong trường hợp mà các bạn chạy, các bạn nhập vô số 10 chẳng hạn, các bạn nhập vô đây số 10 thì nó sẽ chạy từ trên này xuống, nó không tìm thấy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, không thấy thì nó nhảy đến cái cuối cùng. Và default tức là còn lại tất cả những cái gì mà không thuộc cái ở trên từ 0 đến 9, nên mà nếu không vô được cái ngăn nào hết thì nó là ngăn cuối cùng, là lột sổ đó. Nó tìm không, không có, 1 không có, 2 không có, 3 4 5 6 7 8 9 không có, thì nó nhảy xuống đến cái cuối cùng là default. Tất cả mọi thứ đều là default hết, âm 1 âm 2 gì cũng là default hết.
chưa hẳn. Default là cái còn lại, nó không nằm trong sheet, không nằm trong case, là những trường hợp còn lại gọi là default. Nếu mà trong case của em là 1, 2, 3 thì 4 là default. Rồi, như vậy nếu mà chỗ này mình không có press thì sao nào? Ví dụ chỗ này không có press, số 7 không có press, số 8 không có press, thì khi mình chạy chương trình, mình nhập vô số 3, theo các bạn nó sẽ in cái gì? Hả? Số 7 không có press, số 8 không có press, mình nhập vô số 3 nó in cái gì? Nhập vô số 3 thì nó in là 3, bởi vì 3 nó có press. Nhưng trường hợp mình nhập vô số 7 thì lại khác. Mình nhập vô số 7, nó in xong, mình nhập vô số 7 nè, nó gán S bằng 7 xong, nó chưa có thoát, nó chạy xuống đây, chạy xuống đây, nó gán S bằng 8 mà nó cũng không thoát luôn, nó chạy xuống tiếp, S bằng 9 và 7, nó xuất ra số, nó xuất ra chữ, chữ 9, bởi vì nó đâu có thoát đâu. Nó vô 7 cái, nó gán xong, nó không thấy press thì nó đi tiếp, nó xuống nó gán S bằng 8, nó không thấy press, nó lại đi tiếp. Nó xuống gặp 9, gán 9 xong, nó thấy press thì nó gán và nó thoát. Vậy thì lúc này S nó sẽ lưu chữ 9 và chúng ta xuất ra chữ 9. Được không nào? Không được thì về coi lại clip code lại và thử nghiệm, mình sẽ cảm được rồi mình mới nhận được. Chứ còn mình không cảm được thì mình không nhận được cái gì hết. Cho nên người ta Hán Việt người ta đi hai cái từ cảm nhận là vậy đó. Phải cảm trước rồi mới nhận.